chào mừng tất cả quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ cho những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Không phải Trấn Thành, đây mới là người hôn chỉ một cái khiến Harry Won reo mừng như được vàng. Bà xã Trấn Thành đăng hẳn một bức ảnh được hôn trên trang cá nhân của mình. Harry Won vừa chia sẻ bức ảnh gây hoang mang cho không ít fan lẫn cư dân mạng. Đó là khoảnh khắc nữ ca sĩ được một người lạ mà quen hôn lên má khiến cô thích thú và bày tỏ rằng ôi sướng, nhìn kỹ càng, người lạ mà quen này chính là ca sĩ Gile. Tomboy nổi tiếng của làng giải trí Việt, không phải diễn tả, cùng đủ hiểu biểu cảm vui tận óc của bà xã Trấn Thành trong bức ảnh. Lập tức nhiều bạn bè và fan đã để lại bình luận trêu Harry Won. Đáng chú ý là một bình luận của người bạn thân thiết nhắn nhẹ vợ Asin rằng em làm vậy, em có nghĩ cho bạn anh không? Ví dụ, em để ai xấu hôn em đi, còn đỡ. Em để soái ca Gile, đẹp hơn chồng mình, hôn em. Quê chứ, Harry Won đáp lại hài hước. Em không cần biết, vì đang sướng hen. Hậu ly hôn, hôm đầu nhập viện vì suy nhược cơ thể. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 9, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đăng ảnh vào bệnh viện thăm người bạn thân là nghệ sĩ Hồng Đào, khiến khán giả lo lắng. Theo chia sẻ, Hồng Đào nhập viện mấy ngày trước vì suy nhược cơ thể. Nghe tin bạn thân không khỏe, Hồng Vân vào bệnh viện thăm Hồng Đào vào sáng nay theo giờ Mỹ. Trong chiều cùng ngày, cô đã được bác sĩ cho về nhà và nghỉ ngơi. Hồng Vân viết, năm nay Khấn Tổ xin phép ngài cho con được cung tổ chung với bạn con bên Mỹ và người đã đồng ý. Do vậy bạn con thật hồng hào khỏe mạnh dù đang trong bệnh viện. Hôm nay cô ấy đã về nhà và sẽ sớm quay trở lại với công việc thôi. Hồng Đào nhờ Vân chuyển lời cảm ơn tới tất cả bạn bè đồng nghiệp đã quan tâm và lo lắng cho Đào. Mọi chuyện đang rất tốt và sớm gặp lại mọi người sớm nhất. Bên dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ như Quốc Thuận, Long Nhật, Đàm Vĩnh Hưng, Xuân Hình, Tấn Bèo, Lâm Vĩ Dạ gửi lời chúc tới Hồng Đào mau khỏe. Thúy Nga viết, chúc chị Hồng Đào mau hồi phục, mau lấy lại tinh thần lạc quan yêu đời. Bữa hôm em có hay tin, chị Đào bị bệnh. Em thương chị Đào quá, chị Hồng Vân ơi. Chị Hồng Đào luôn vui vẻ, lạc quan cho mau hết bệnh ạ. Yêu hai chị nhiều nhiều. Xuân Hình hỏi thầm, ôi Hồng Đào em làm sao vậy? Chúc em sức khỏe mau bình phục. Sắp tới nếu có ra Bắc cùng Hồng Vân, anh em mình cùng hội ngộ nhé. Hôm qua anh điện cho Hồng Vân, không thấy Hồng Vân nghe điện. Hóa ra là Vân ở bên Mỹ, chúc các em vui vẻ. Nhiều khán giả lo lắng cho Hồng Đào vì thời gian gần đây cô tham gia nhiều dự án, xuất hiện với tần suất dày đặc. Những phim đã lên sóng của Hồng Đào trong năm nay có Thưa Mẹ Con Đi và Ngôi Nhà Bướm Bướm. Hiện tại nữ nghệ sĩ đang chuẩn bị theo đoàn phim Vườn Cấu để quay vào tháng 10 sắp tới. Vừa qua Hồng Đào cũng tham gia một vai trong vở cải lương Lan và Điệp. Cô cũng tham gia quay quảng cáo, game show. Khán giả cho rằng sau ly hôn Quang Minh, Hồng Đào lao vào công việc để bình tâm lại. Từng là nghệ sĩ hài nổi tiếng trong nước và hải ngoại, nhưng cô lặng mất nhiều năm để chăm sóc gia đình. U60, thời của Hồng Đào trở lại một lần nữa khi hình ảnh của cô phủ sóng màn ảnh lớn và nhỏ. Trong tháng 7 vừa qua, dư luận xôn xao chuyện Hồng Đào thừa nhận ly hôn Quang Minh sau 24 năm chung sống. Theo các nguồn tin, cặp đôi nghệ sĩ đã ly thân 2 năm nay trước khi công